Xe nâng tay điện Elite, siêu xe nâng điện hàng đầu Việt Nam. Xe nâng tay điện Elite, dòng xe đời mới nhất hiện nay với nhiều tính năng vượt trội. Động cơ công nghệ điện xoay chiều AC với công suất từ 1.5 kW đến 2.0 kW. Khả năng nâng dốc vượt trội, chức năng cua xe hoàn hảo và chuyên nghiệp. Hệ thống bo mạch điều khiển Curtis USI, hoạt động thông minh, độ tin cậy cao. Bình ắc quy xuất xứ châu Âu, dung lượng cao, hoạt động liên tục trong 8 giờ. Tích hợp bộ sạc chuyên nghiệp và tiện lợi, sử dụng nguồn điện gia đình. Càng xe nâng tay điện Elite bằng thép cường độ cao, chiều dài đạt chuẩn 1.2 m. Bánh xe BU cực bền, chịu tải trọng cao, chống sốc, bảo vệ ổn định động cơ máy. Khởi động và tắt xe thông minh nhờ vào công tắc điện tiện lợi. Hệ thống lái trợ lực điện ABS, dễ dàng cho người vận hành, không gây tiếng ồn. Khả năng ôm cua đạt góc 90 độ. Tự động giảm tốc độ 50% cực an toàn. Xe nâng tay điện Elite nổi bật nhất là dòng xe nâng tay điện Elite tự động và bán tự động với nhiều tải trọng khác nhau. Đặc biệt, sản phẩm thiết kế nhỏ gọn, khả năng chịu tải trọng cao, thích hợp vận chuyển hàng hóa không gian hẹp. Xe nâng tay điện Elite có giới hạn chiều cao năng tự động, an toàn, tiết kiệm năng lượng. Khung máy cứng cáp vượt trội, cấu tạo bằng thép chuyên dụng, được chế tạo từ kỹ thuật công nghệ hiện đại. Tay điều khiển với nhiều chức năng bảo vệ tự động dừng khẩn cấp. Xe nâng tay điện Elite, thiết bị vận chuyển hàng hóa chuyên nghiệp. Liên hệ ngay tổng đài miễn phí để được tư vấn ngay hôm nay. Cam kết sản phẩm được bảo hành lên đến 1 năm, giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Đảm bảo chất lượng vượt trội tiêu chuẩn USA. Xe nâng tay điện Elite, siêu xe nâng chất lượng USA hàng đầu tại Việt Nam.